Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming. Và trong ván đấu này, đây là ván đấu thứ 3 của giải đấu mang tên đó là 12 con giáp đại chiến. Và trong ván đấu này thì chúng ta sẽ đến với đảo Thiên Đường. Đường 7 chúng ta sẽ kéo dài từ khu vực Lò Rèn và kết thúc ở gần khu vực ngã 3. Lúc này thì tôi đang thấy ở khu vực Lò Rèn có thanh niên đang sóc, đang loanh quanh nhảy dù từ rất sớm rồi. Đa số những người chơi, lúc này AS Mobi và Starboy họ đang ở rất gần nhau và SCVG Hổ đã có mặt gục vào vị trí của AS Mobi rồi. AS Mobi sẽ không được gãy trong ván đấu này. AK Nhóc cũng đã có mạng gục đầu tiên ở vị trí USCB của Oscar. Trong ván đấu này, tất cả mọi người chơi đều sẽ phải sử dụng đó là nhân vật Paloma. Tôi đang nhìn thấy đó là nhân vật Paloma với cái lượng đạn tăng thêm của mình. Không biết là có ông nào chơi gian hay không, WG Dark Up New. Nhân vật Paloma của anh ta chỉ có một duy nhất một kỹ năng mà thôi, chưa unlock những kỹ năng khác. Tat Zil, Tat Zil đã là người có pha gục vào vị trí USCB Hổ rồi. Đây là HP Tick, anh ta đã phát hiện ra 1-4-1 đang xấy rất gắt và như vậy có một pha headshot tốt mặc dù chỉ có khẩu Scar cũng như là cái nòng Red Dot thôi. FH nện 19 cộng đã có ba gục đầu tiên của mình trong ván đấu này. Nện 19 cộng hai ván đấu trước, nện 19 cộng và Châu 18 cộng cũng đến từ phong rút thi đấu rất tốt. Lúc này đang ở rất gần vị trí của Huân Nhi Lớp và Starboy VN đã hạ gục người bạn thân của mình đó là TAT Zil. Gần đây thì Zil và Smoby khá là thân với nhau, thường livestream cùng nhau trong trận đấu này thì họ đã đều gãy sớ mất rồi. Đây là Huân Nhi Lớp, người bạn rất là thân thiết của Sĩ Kẹo. Không biết Sĩ Kẹo trong trận đấu này anh ta còn sống hay không, nhưng mà hãy trở lại vào thi đấu này đã. Huân Nhi Lớp đang sấy, đang dùng pha mask, nhưng mà đối phương Huân Nhi Lớp đã bắn gục được nện 19 cộng rồi. Đúng, đó là một game thủ chuyên nghiệp, nhưng đối với Huân Nhi Lớp thì không có vấn đề nào là không giải quyết được cả. Đây là Fort Hút Tuấn và đang tiến tới vị trí của AFK Hải Đăng. Liệu Hải Đăng có, Hải Đăng biết Hải Đăng có định có một pha bắt bài vị trí của Tuấn, nhưng mà Tuấn giáp dày quá, mũ 2 giáp 2. Vâng, làm sao có thể đỡ được Tuấn đây. Tuấn bắn rất hay ở trong ván đấu này và đã có mạng gục đầu tiên dành cho mình. Đó là một pha bắt bài định chặn đường của AK Hải Đăng, nhưng mà rất tiếc thì anh ta đã gãy khá sớm. Phan Hip đang đứng xung quanh rất nhiều game thủ, đó là Starboy VN, đó là TAT Hà Hà, đó là KTOM đến từ kênh KT News. Phan Hip anh ta đang hơi cẩn thận một chút. Đây là WG2 Polo. Polo anh ta đang có trong tay đó là khẩu M1014 địa ngục và AK Nhóc đã có mạng gục với King of Free Fire Tiểu Bảo rồi. Đây là Trăm Cân Năm. Trăm Cân Năm có cân được WG2 Polo không? Không được rồi. Vâng, một pha công của Trăm vào, nhưng Trăm Cân Năm thì cuối cùng không những là không cân được năm mà một mình Polo này cũng chẳng cân được. Sau đó HP ra và sẽ có một pha móc mỉa ở vị trí của Polo, nó phát hiện ra rồi. Và trong những bàn solo như thế này thì việc móc mỉa là cái chuyện rất thường xuyên xảy ra. Polo lên chiếc xe thể thao chạy cắm đầu cắm cổ rồi và vẫn đang bắn, đó là Shadow HP không chạy là không bắn nữa rồi. Polo vừa bơm máu vừa ngồi trên chiếc xe và đã chạy khuất khỏi tầm bắn của WG Shadow HP. Sau đó thì trong ván đấu anh ta dùng khẩu Scar khá là đẹp. Đây là Big C Nhóc Rồng, một trong những tay bắn chủ lực đến từ quân đoàn, đó là quân đoàn Proy Cần Thơ, nay đã đổi tên thành Big C Nhóc Rồng rồi. Và Nhóc Rồng đang ở rất gần vị trí của sát thủ của LZ, đó là thanh niên Hoàng Bi. Thanh niên Hoàng Bi lúc này thì đang di chuyển gần ra phía sông hơn. Đây là WGNPC, gift code cho anh lại nổ một phát nữa. Gift code này có lẽ nhiều anh em cũng đã là nạp rồi. Đang ở rất gần, đây là King of Free Fire Toàn Tạ. Liệu là Toàn có một pha tấn công vào vị trí NPC hay không? Không, Toàn Tạ vẫn đang chờ. Lý do vì sao? Không, anh ta hơi cẩn thận một chút. Thực ra với lượng đồ như này của Toàn Tạ thì anh ta hoàn toàn có thể có một pha công vị trí đối phương. Đây là Gạo Bạc, đây là Gạo Bạc TV. Ván đấu trước thì cô Ngân đã vô tình bị thanh niên cô Billy cho lên bảng. Mà liệu là Gạo Bạc TV sẽ có pha trả thù ngọt ngào ở trong cái ván đấu này hay không? Ở trong biệt thự trên hồ có WG Dark Up New. Dark thì một trong những người bắn cực kỳ phũ ở trong các cái ván đấu của Gaina Free Fire. Đó lý do vì sao Gạo Bạc anh ta hơi cẩn thận chút. Có lẽ đánh hơi những cái điều gì đó không thơm trong ván đấu này. Đây là Fort Hood Tuấn mũ 2 giáp 2, trong khi đó là KTVM mũ 3 giáp 3, mất đi nửa lượng máu của mình, đã bị truy sát, đó là Starboy VN. Starboy VN ván đấu này anh ta thi đấu rất hay, đã có hai mạng gục rồi và đang sử dụng nhân vật Paloma này, cộng thêm với cái ba lô số Palo Pixel. Đây là Phan Hip. Phan Hip thì ván đấu này ăn mặc rất là giản dị và anh này rất thích thể thao. Và đó là một pha bắn chết vào vị trí của Phó Đốc Tuấn. Lưu Trung TV cũng đã bị bắn gục ở trong ván đấu này rồi. Rất nhanh chóng, chúng ta chỉ còn lại 24 người còn sống mà thôi.
vòng bò đầu tiên lúc này mình bắt đầu thu lại. Và đây là sát thủ LZ, anh ta đang tiến gần đến vị trí của Chi Chi. Chi Chi sẽ nghe tiếng chân của Hoàng Bi. Chi Chi sẽ nghe tiếng chân, tôi tin là như vậy. Và Chi Chi liệu sẽ có một pha lao xuống từ phía cổng của nhà gà để bắn vị trí của sát thủ LZ hay không? Thật ra thủ LZ anh ta vẫn đang di chuyển cực kỳ ngây thơ. Anh ta di chuyển như thể là làm một cái mục tiêu để cho Chi Chi bắn vậy. Chi Chi vẫn chưa bắn, trong khi đó thì Nam Te đang khá là ở gần đây. Nam Te khá gần đây rồi. Chi Chi, trong trận đấu này tại sao Chi Chi... cô ta, à quên, xin lỗi, anh ta lại thi đấu cẩn thận như vậy. Vâng, tôi nhìn thấy Chi Chi đang sử dụng nhân vật nữ thì tôi lại cứ nhớ đến những lời của bình luận viên trước đây khi mà nhầm Chi Chi là một cô gái. Và thực ra anh này thì cũng rất thích đặt tên như kiểu Chi Chi xinh, Chi Chi dễ thương các kiểu. Đây là NPC đang vẫn trên chiếc xe thể thao. Sau cái pha bị truy sát lúc đầu thì lúc này thì NPC mũ 3 sát 3 mất đi mấy lượng máu. Starboy VN hạ gục hip rồi. Trong pha đấu này Starboy VN giết rất nhiều người. Starboy VN anh ta giết KT News, mà bây giờ anh ta giết luôn cả thành niên hip. Và liệu là Hà Hà có ăn được Starboy hay không? Hà Hà sẽ tiến đến gần, liệu Hà Hà sẽ ăn được Starboy hay không? Dạo này Starboy rất hay chơi với cả Blue Sarang. Ngày xưa thì suốt ngày chơi cùng với Hà Hà, bây giờ suốt ngày chơi với Blue Sarang, thấy có bực mình không chứ lị? Thì liệu rằng Hà và Starboy sẽ có pha thi đấu không? Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng xem cái pha công đến từ vị trí của Shadow SD và vị trí của ASP Tech đã không? Anh ta quyết định có công không? Có phát hiện ra ASP Tech rồi, đang đổi sang súng MP40, như vậy là phát hiện sẽ có một pha không. Sau đó thì anh ta không phát hiện ra Tích, và anh ta ngay lập tức thì Tích bắn đi mất một số lượng máu của mình. Tích có vẻ như anh ta sẽ quyết định là vòng xuống dưới có một pha móc bỉa ở vị trí của Shadow HP. Anh ta giả vờ tiến về phía trước, nhưng ngay sau đó thì anh ta đổi hướng. Đây là King of Free Fire First, người được chiến thắng trong trận đấu thứ hai, và sẽ có một pha công ở vị trí của Hà Hà. Hà Hà Starboy giết luôn cả Hà Hà, vâng, giết hết, bắn cả thế giới. Starboy không sợ bất kỳ máy, anh ta có 4 mạng ở vùng, anh ta đang nhảy nhót. Starboy cân hết, cân sạch, không còn một ai có thể đỡ được Starboy ở trong màn thi đấu này. Anh ta giết KT News, anh ta giết Hà Hà, anh ta giết luôn cả Fan Hip. Anh ta không tha cho bất kỳ thằng nào có xuất hiện ở trong cái ván đấu này. Nhưng mà liệu rằng những cái pha thi đấu như thế của Starboy có đưa anh ta đến top 1 hay không? 4 mạng ảo gục là những gì mà Starboy đang làm được trong ván đấu này, dẫn đầu về số lượng mạng ảo gục ở trong ván đấu này. Và lúc này thì đây là Hoàng Bi, anh ta đang lái một chiếc xe rất gần anh ta. Lúc này là Forrest Gump Kute và Huân Nhi Lớp thì cũng đang lái một chiếc xe đến gần. Mấy ông này rất chơi rất là thân với Sĩ Kẹo, và liệu rằng họ sẽ có những cái pha đụng độ với Sĩ Kẹo hay không? Lúc này tôi không rõ rằng Sĩ Kẹo còn sống trong màn đấu hay không nữa. Đây là bé Lác, hay còn có tên khác đó là thanh niên Lác TV Gào Bạc. Đây là Gào Gào Bạc phát hiện ra bé Lác và đang bắn vào bé Lác, đã cho bé Lác lên bảng đếm số rồi. Và nhưng mà trong Free Fire thì làm gì có số để mà đếm, nhưng Gào Bạc cũng đang nằm ở trong tầm bắn của Nhóc. Nhóc đang sấy, Nhóc sấy rất gắt, và Gào Bạc đã lên bảng đếm số đi cùng với thanh niên bé Lác rồi. Huân Nhi Lớp đã bị ăn một cái tai nạn xe từ sát thủ LZ. Bây giờ là cuộc chiến giữa Starboy và sát thủ LZ, hay còn có tên đó là streamer Hoàng Bi. Và liệu Starboy và Hoàng Bi ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ ăn được ai trong trận đấu này? Hoàng Bi sẽ quyết định là sẽ công sang bên này. Trong khi đó thì ngay lập tức Phước có một pha bắn quá phũ luôn. Ngư ông đắc lợi không để cho đối phương có thời gian chờ lâu, ngay lập tức bắn vỡ đầu của sát thủ LZ. Và bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa đội trưởng của King of Free Fire và đội trưởng của Team Ăn Thịt, tên là đó có tên là Starboy VN, vẫn đang chờ nhau, rình rập nhau, dành cho nhau những cái nhìn âu yếm. Đây là Chi Chi Sinh. Chi Sinh lúc này đang đấu với cả Dark of New, và đó là cũng là một game thủ chuyên nghiệp và một streamer có trình độ cực kỳ cao. Một người ở rank huyền thoại, người kia cũng ở rank điện thoại. Chi Chi phát hiện ra đang níu đầu đi, vẫn có thể né được vị trí sát thương của đến từ đối phương. Có P90 sấy và vỡ đầu Chi Chi rồi. Dark bắn quá ghê đi. Dark bắn quá ghê, anh ta còn ít máu hơn, nhưng cái pha nhảy và cái pha hướng súng lên có vài headshot tốt. Và lúc này trở lại với combat của Starboy VN và Phước. Và liệu rằng Starboy VN nhưng đang có gà cu te tiến gần. Starboy ơi cẩn thận đi, nếu như không muốn bị có một pha móc lốp đến từ gà cu te. Có lẽ là cái điểm nấp của Starboy này thì hơi lộ một chút. Như vậy là hai người đã sát đến gần nhau rồi, và Starboy và Phước ai sẽ là người chiến thắng ở đây? Cái cameraman tại sao không chuyển cho tôi qua xem Starboy VN?
tại sao lại cứ để xem anh nhân gà cute này làm cái gì, nhân gà cute này có tác dụng gì ở trong cái file này đâu, người ta đang cần xem Phước và Starboy VN cơ mà. Vâng, vâng, lúc này thì cameraman quá là khó chịu luôn, đăng sóc đã bị hạ rồi, anh ta không cho tôi xem ping ở Free Fire Phước và Starboy VN làm gì với nhau. Trong khi đó thì lại chuyển sang xem thanh niên Châu 18 cộng này, không giải quyết được vấn đề gì cả, và như vậy là cái combat của Starboy VN chúng ta không được xem, chúng ta không được xem Phước hạ gục Starboy VN như thế nào. Vâng, và đó là một cái lỗi cực kỳ lớn đến cameraman khi mà không bắt được cái khoảnh khắc đó. Và anh em nào mà đang xem theo dõi cái bàn đấu này thì chắc chắn cũng cực kỳ bực với cameraman giống như là tôi vậy. Tôi quá bực mình luôn. Nhưng mà thôi, hãy trở lại diễn biến của ván đấu này. WJZ 2 Polo, anh ta đã có trong tay đó là map giáp 3, mũ 3, chả sợ gì cả. Trước mặt của Dark New này sẽ có KDA, Huhuhu và Nam Tai Gaming. Nhưng mà Dark New đang bị bắn, Dark New dựng lên một tường băng chắn lên sát tường đối phương, hai tường băng rất cẩn thận. Nhưng mà có vẻ như là thanh niên Huhu này nhà không thiếu gì ngoài đạn, quyết định là sử dụng Famas để sấy tường luôn. Có lẽ anh ta phải có trong người 200-300 viên đạn thì cũng nên. Đang sấy, vẫn đang sấy rất tích cực. Dark đang hồi lại cho mình lượng máu, vòng bò nó bắt đầu quét qua rồi. Và lúc này Dark đang phải chịu những sát đến từ vòng bo và cả đối phương tấn công nữa. Nhưng mà thanh niên Huhu có lẽ là hơi cả cuống, không biết là nên tấn công hay nên phòng thủ đây. Huhu đang cố gắng di chuyển vào, và liệu anh ta sẽ có phải khóc Huhu không, anh ta sẽ được cười ha ha. Anh ta quyết định là sẽ bò vòng, có lẽ là đánh hơi thấy đối thủ của mình hơi bị trâu chó quá, đó lý do vì sao mà Huhu sẽ quyết định là bỏ giao tranh này và quyết định là cố gắng tiến vào vòng trước. Chỉ còn lại 13 người còn sống mà thôi, 13 người. Vâng, cái đảo thì còn rộng như thế này mà chúng ta cũng không thấy 13 người còn sống sót. Thế này thì hơi khó rồi, hơi khó để có những cái pha thi đấu hấp dẫn ở trong những ván đấu tiếp theo. Đây là Nam Tè Gaming. Nam Tè Gaming phát hiện ra cả cụ tè đang lái trên Monster Truck, có lẽ là sẽ không đuổi được thanh niên ở đâu. Bây giờ có giơ súng bắn, nó quay lại, nó húc cho một phát thì khéo lại cụ đi giờ ngọ chân lạnh toát thì không hay một chút nào. Đây là cả cụ tè, và phía trên cầu thì sẽ có người đồng đội của anh ta là Châu 18 cộng. Gà cụ tè đứng nấp ở đây, gà cụ tè biết có một người đang theo đuôi mình. Gà cụ tè biết gà cụ tè đang chờ, anh ta đang chờ Nam Tè Gaming tiến đến để có một pha tấn công. Đam điều này thì mới bắt đầu di chuyển trong vòng. Với cái hướng nhìn này của gà cụ tè thì có thể anh ta sẽ dễ dàng phát hiện ra đối phương. Nhưng tôi tin rằng đối phương đã biết được vị trí của gà cụ tè rồi, khi mà thấy chiếc xe đột ngột dừng động cơ và đứng lại. Với những người chơi có kinh nghiệm trong bàn đấu này thì không có điều gì khiến cho họ không biết rằng sẽ cái chiếc xe đã đứng lại rồi. Đam điều đang di chuyển đến, mà bo cắn anh ta khá nhiều máu, anh ta mất khá là nhiều thời gian để có thể hồi lượng máu cho mình. Gà cụ tè đã hạ gục được Nam Tè Gaming, đó là một pha tai nạn xe. Được, như tôi đã nói, thanh niên gà cụ tè này anh ta ngay lập tức lấy lại chiếc Monster Truck và hút ngay. Châu 18 cộng, cái người mà đứng canh cầu cũng đã bị Dark New cho một pha headshot. Nhưng mà Dark New sẽ không bắn thanh niên gà cụ tè này, bởi vì chiếc Monster Truck này như tôi đã nói nó quá trâu đi. Ở bên trong vòng lúc này có Huhu và King of Free Fire Phước vẫn đang chờ đợi. Đó là một phong cách thi đấu cực kỳ cẩn thận mà gần đây thanh niên King of Free Fire Phước rất hay áp dụng. Và Dark New sẽ ở trong tầm tấn công không? Nhóc thì di chuyển trên cầu, Dark thì di chuyển ở dưới cầu, và Dark đang cố gắng tiến lên, đang dò từng bước tiến lên, tiến đến cái hòm. Lúc nãy thì Châu không phải là anh ta đứng trên cầu, anh ta đứng dưới cầu, và với cái vị trí trống trải như vậy thì đã bị Dark Cầm Niu phát hiện ra. Đây là KDA Huhu, lúc này sẽ di chuyển vào trong khu vực xưởng mỏ đá, và ở đây thì có rất nhiều cục đá để cho anh ta có thể nhảy lên nhảy xuống. Hy vọng là anh ta sẽ không buồn mà phải khóc nữa. ASB Tech đang tiến đến gần vị trí của gà cụ tè, trong này anh ta còn có Shadow Happy và Big C X-Ray. Chúng ta đã không còn nhiều những cái game thủ chuyên nghiệp nữa. Ở đằng kia tôi thấy có Gao Bạc, và đây là AG2 Polo, một streamer. Liệu ván đấu này các team streamer hay team game thủ chuyên nghiệp sẽ là những người giành chiến thắng đây? Shadow Happy đang nhảy ra, phát hiện ra gà cụ tè, có những pha nhảy nhót từ phía của gà cụ tè đi lang thang trong sân. Có con gà, và con gà này đã nằm xuống dưới tay của WAG Shadow Happy rồi. Big C X-Ray không mạng gồm mũ 3 giáp 3, có người ở phía dưới, nhưng có pha nổ súng hay không? Chúng ta không biết nữa, vì cameraman một lần nữa lại trôn chuyển chúng ta qua một cái góc nhìn khác. Vâng, cameraman bóp như thế này thì đỡ kiểu gì ạ? King of Free Fire Phước đang tiến đến với chiếc xe thể thao của mình, camera lại đổi. Vâng, quá khó chịu với ông cameraman trong màn đấu này đi. Tôi cứ đang chuẩn bị bình luận ai thì ông cameraman lại chuyển qua người khác. Vâng, quá khó chịu đi, còn lại 9 người còn sống trong màn đấu này. Cái vòng bò của chúng ta thì bé xíu thôi, nhưng mà nó sẽ không bo ra biển, và game thủ của chúng ta sẽ
chia nhau những cái viên đạn cuối cùng này. Và đây là AFK nhóc bắn rất tốt đến từ vị trí Phước đã gục Dark Amnew rồi, nhưng mà người như ông Đắc Lợi hôm nay thì vẫn là nhóc. Nhóc đang bắn khá là tốt. Và cô Ngân hôm nay đã mới bay màu, cô Ngân vào top khá là sâu. Không biết là Gao Bạc với cô Ngân cùng chơi với nhau thì có team up với nhau không nhỉ, nhưng mà đấy là chuyện của họ thôi. Lúc này trở lại diễn biến ván đấu thì AFK nhóc đang sấy vào tường bằng, vẫn đang sấy vị trí của WG Shadow HP. Cái vị trí của Shadow HP hôm nay thì tương đối tốt, có thể trái nhìn xa thương đến từ đối phương. Nhưng mà Polo đang công đến Shadow HP, anh ta có biết không? Polo đang công đến nhưng đang bị bắn từ vị trí của Rip 999 cộng. Vâng, anh ta có thể là ping thì hơi cao, nhưng mà khả năng bắn thì không tồi một chút nào. Anh ta đang tiến về phía cái cầu Shadow HP, quay trở lại hạ gục ngay WGI Polo. Mà Rip không cẩn thận rồi. Ở đây có Big C X-Ray đang dình ở đây. Vâng, X-Ray sấy rất gắt, Pharmax anh ta không có ống ngắm, nhưng điều đấy thì cũng không quan trọng đâu. Vì với những game thủ giỏi như X-Ray này thì Red Dot hay ống ngắm hay cái 4X thì bắn đều như nhau cả. Và lúc này thì anh ta đã chuyển qua MP40, vẫn là cây cầu định mệnh. Nếu các bạn còn nhớ thì đây là tích ngay lập tức có một pha, anh ta đang cầm trong tay cây chày. Vâng, anh ta định mà vác chày qua núi à, anh ta định gọi là định chày cối với đối phương. Camera của chúng ta đã chuyển lên lấy cảnh toàn bộ. Thật ra thì tôi chả thích cái cảnh toàn bộ này lắm đâu, nhưng mà không sao cả. Rip 99 đang bắn về vị trí của đối phương và lúc này chúng ta chỉ còn lại 4 người còn sống thôi. Đó là Big C X-Ray, đó là Rip 999 cộng Shadow HP và AFK nhóc. Nhóc tôi quên mất, tôi cứ nghĩ nhóc là một game thủ chuyên nghiệp cơ, bởi vì anh ta bắn quá hay luôn. Nhưng ở trong ván đấu này thì nhóc đang thể hiện trình độ của mình rất cao. Và hy vọng là nhóc một ngày nào đó sẽ góp mặt trong những giải đấu như đấu trường sinh tồn, thể hiện kỹ năng của mình. Đã phát hiện ra Rip 19 cộng rồi, ném 2 quả lựu đạn, 3 quả lựu đạn dồn không cho đối phương công lên. Nhưng có vẻ như Rip không biết, có vẻ như Rip không biết đang bị bắn ở đây. Anh ta vẫn đang mải giải quyết ở Big C X-Ray. Và như vậy là X-Ray đã có mạng gục. Nhưng với cái pha của vừa rồi, X-Ray đã bị lộ vị trí so với cả AFK nhóc. Bây giờ thì Shadow HP sẽ tiến vào, và bây giờ đã là câu chuyện của 3 người. Và nhóc đang chuyển sang bắn Shadow HP. Shadow HP còn nhiều tường băng hay không? Anh ta vẫn còn tường băng, tôi thấy anh ta vẫn có tường băng cầm ở trong người. Nhưng mà đang bơm máu, lúc này thì nhóc đang tấn công. Nhóc đang đứng ở vị trí hết sức chống trải, và anh ta nấp cực kỳ chống trải, và cái vị trí nấp của anh ta thì không hề tốt chỗ nào. Shadow HP thì vẫn có cục đá, nhưng mà vòng thì đang bo vào. Nhóc đặt ra một tường băng, X-Ray có tám sấy lên hay không? X-Ray đang lao tới, mỗi người đặt ra một tường băng để có thể tấn công một vị trí của đối phương. Một quả lựu đạn ném đến, hai quả lựu đạn ném đến, ném lựu đạn bo khắp rất tốt, nằm xuống để tránh sát thương đối phương rất tốt. Đó là AFK nhóc, anh ta nằm xuống để tránh cho X-Ray có một pha bắn headshot vào đầu mình. Trong khi đó Shadow HP chỉ còn lại giết máu, Shadow HP hết máu rồi. Vâng, chia tay Shadow HP thôi, chắc chắn anh ta sẽ bị hạ gục trong pha này vì đối phương có shotgun. Nhưng X-Ray đang bắn vào Shadow HP. Shadow HP quyết định sẽ di chuyển để đổi vị trí của mình. Trong khi đó thì lúc này thì nhóc đang là người nắm được lợi thế lớn, khi mà cái điểm nấp của nhóc là tốt hơn, một pha bắn headshot vào đầu và anh ta vẫn đứng ở điểm cao hơn so với cả X-Ray. Một pha headshot tiếp theo, hai pha headshot quá ghê luôn. AFK nhóc anh ta thi đấu như một vị thần trong ván đấu này, và đó là ván đấu thứ 3 của giải đấu 12 con giáp. Tôi Rikaki mình, tôi rất vui được mang đến cho các bạn những cái pha bình luận cực gắt. Nếu các bạn đây là lần đầu tiên đến với kênh của Rikaki mình, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái ván đấu thứ 4 của giải đấu 12 con giáp này. Chúng ta có tất cả là 12 ván đấu cơ, và chúng ta sẽ còn quẩy hết mình cùng với Rikaki ở những cái ván đấu tuyệt vời như thế này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.